Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Trần Nguyên Qua Cảnh. Thì trong clip này mình cũng xin chia sẻ những cái mà cái hiểu biết của mình về chăm sóc mai trong tháng 9 âm lịch nha các bạn. Thì hầu như theo mình, các bạn hay comment trên kênh của mình á, thì cái điều quan tâm nhiều nhất của các bạn là đến tháng 9 này là cái mai có cây, thì là quan tâm nhất đến cái nụ hoa đó các bạn. Có cây thì chưa ra nụ, có cây ra nụ quá to, rồi có cây ra nụ nhưng mà không có nhiều nữa, nó bị thưa nữa các bạn. Nhưng mà hầu như là các bạn lại quên một vấn đề nó còn quan trọng hơn nữa, đó là việc tưới nước nha các bạn. Tại vì cái thời tiết tại Đông Nam Bộ của mình á, thì các bạn ở Đông Nam Bộ thì cũng biết là vừa rồi có một cái mưa dầm suốt 7 ngày không có nắng mặt trời luôn các bạn, rồi sau đó lại tới nắng liên tục 5-6 ngày luôn, tới bây giờ là 5-6 ngày nắng rồi các bạn. Thời tiết nó như vậy, thì cái thời tiết như vậy á, nó làm mình quên một cái vấn đề là tưới nước nha các bạn. Tại mình cứ nghĩ là mùa mưa thì mình không tưới, nhưng mà cái bạn quên á, để cho cây nó bị hạn á, là cái lá nó sẽ già lại và nó rụng á, là cây hoa của bạn nó trổ sớm á, nó trổ sớm á nha các bạn. Nên về vấn đề tưới nước á, thì mình cũng xin lưu ý các bạn là một ngày phải tưới cây mai 2 cử nha các bạn. Tuy nhiên là trừ khi trời có mưa rồi, mình sẽ cứ tưới một cử sáng và một cử vào chiều mát, khoảng sau 3 giờ là mình tưới được nha các bạn. Cử tưới vào buổi chiều á, thì mình cũng tưới vừa đủ thôi, không nên tưới nhiều quá, dư quá. Nếu tưới quá dư nước thì lại có nguy cơ là cái phần đáy của cái chậu á các bạn, nó nước nhiều quá thì nó sinh ra những cái bệnh thối rễ nè. Còn về vấn đề mà bảo vệ cây thì ví dụ như thân cây thì mình có thể sử dụng cốc 85 nè các bạn, để trừ nấm cho nó. Cốc 85 hoặc là Anvil á, chai này nè bạn, Anvil Nam SC nè các bạn, nó để mình trị những các loại rong rêu, nấm mốc trên cái thân cây và cái cành cây nha các bạn. Tháng mưa này cái tán lá nó tầm á các bạn, thì nấm mốc rong rêu nó cũng dễ mọc trong thân cây lắm nha. Mình phải lưu ý nó, tại vì nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cây á, cái sức sống của nó, của cây nha các bạn. Còn cái lá thì mình phun thuốc sâu nha các bạn, phun thuốc sâu. Giờ thuốc sâu thì mình có nhiều loại lắm, trên thị trường giờ thật sự có rất nhiều loại nha. Nên như mình sử dụng thuốc sâu thì mình nhớ một điều là mình phải đảo thuốc, chứ không nên sử dụng có một loại thuốc mình sử dụng hoài. Tại vì cái vườn của mình, cái con sâu đó, thì mình cứ sử dụng thuốc đó thì riết các thế hệ mà nó sinh sôi sau này á, nó đã lờn với cái loại thuốc đó rồi, thì các bạn có phun loại thuốc đó nữa thì nó không diệt được cái loại sâu bọ trĩ hay nhện đỏ, những cái loại đó đâu nha các bạn. Nên mình đảo cái thuốc khác cho nó không bị, cái con sâu nó không bị lờn cái loại thuốc á. Thì thuốc sâu giờ có rất nhiều nha các bạn. Mình ví dụ như mình có những cái nhãn hiệu như nè, Atara nè các bạn, rồi Artimat rồi nè, nhiều lắm. Và cái chai Regan cũng rất quen thuộc nè các bạn. Đó, mình quay cho các bạn coi cái nhãn hiệu, rồi các bạn có thể đi mua giống vậy nha các bạn. Đó là sâu bệnh trên lá, sâu trên lá nha các bạn. Xin lỗi, sâu trên lá nha. Còn bệnh trên lá nữa, tại cái lá thì nó ngoại trừ vấn đề sâu, nó còn có vấn đề bệnh nữa. Ví dụ những cái bệnh như tháng thư nè, rồi rỉ sắt, đốm lá, rồi trái mép lá rồi các bạn. Thì về bệnh trên lá thì mình cũng đã có clip rồi nha các bạn. Thì mình quay lại để cho các bạn nào mà mới coi lần đầu thì cũng biết luôn các loại thuốc. Mình thấy cái loại thuốc này các nhà vườn khác cũng sử dụng rất là phổ biến nha các bạn. Antracon nè, hoặc là Ditane nè, đây là trừ bệnh trên lá nha các bạn. Đó, như vậy là ba vấn đề nha. Mình bảo vệ nấm khỏi thân cành nè, bảo vệ bệnh của lá và bảo vệ sâu tấn công lá. Cái gì vấn đề đó là phải định kỳ rồi. Theo mình thì cứ 15 ngày làm một lần đi. Thì 15 ngày thì phun diệt trừ rong rêu nấm mốc trên thân cây, rồi 15 ngày sau mình phun thuốc trừ sâu, rồi 15 ngày sau mình lại phun thuốc để trừ bệnh trên lá vậy đó, cứ luân phiên định kỳ vậy đó. 15 ngày là cái khoảng thời gian hợp lý thôi. Đối với một cây thì trong 15 ngày là cái thuốc đó nó trong vòng khoảng từ 5 năm ngày đầu là cái hiệu quả của nó đã hết rồi. Nó không có, mình 15 ngày là khoảng cách nó cũng thưa rồi, nó không có bị gây hại cho lá cây đâu nha, gây hại cho cái sức khỏe của cây đó. Rồi
Còn cái vấn đề cũng chính là vấn đề rất quan trọng là cái nụ nè các bạn. Thì vào đầu tháng 9 thì cây như thế nào, cái nụ như thế nào là cảm thấy ổn các bạn. Thì theo mình là cái như cái cây này các bạn, mình lấy vô mình quay cho các bạn coi. Mình thấy cái bộ lá của nó cũng trung trung rồi nè. Nó cũng còn đọt non nha. Đọt non thì nó vẫn còn sinh trưởng được nha. Đó, nó cũng không già quá, cũng không có còn non quá. Một số nụ các bạn coi. Đây, những cái nụ kim nó ra như thế này thôi. Đó, các bạn thấy trong nó ra nụ kim nè. Đây các bạn, các nụ trên cây của mình thì mình thấy thì cái cây này của mình cái nụ nó cũng không được nhiều lắm nha các bạn, thì nó không đạt yêu cầu của mình đây. Đó. Thì bây giờ mình đầu tháng 9 này mình muốn cho nụ nhiều thì mình có giải pháp như thế này các bạn, mình đã làm trên mấy cây khác rồi, mình chỉ cần tưới và phun một lần thôi các bạn, 60-30 nè các bạn, 60-30 rau mô nè đó, hoặc là đầu trâu 7 lá 1 nè các bạn, 10-30-20 nè. Thì phun một lần, tưới một lần thôi, rồi mình tiếp tục mình quan sát coi nó nhiều hay chưa nha. Chứ không phải là cứ mình phun nhiều lần quá thì lỡ nó nụ nó to lên thì lại không đạt nữa. Nên mình cứ phun tới đâu, phun một lần, tưới một lần rồi mình quan sát coi tình hình thế nào rồi mình tính tiếp. Những cái cây khác thì mình đã phun một lần, tưới một lần 6-30 giờ bắt đầu nó đã đâm nụ kim rồi các bạn. Mình sẽ lấy cái cây đó vô quay cho các bạn coi nha. Đây các bạn, cái cây này thì mình đã xử lý một lần 60-30 rồi các bạn, nó đâm nụ kim ra nè các bạn, nhưng mà mình thấy vẫn chưa hài lòng lắm rồi các bạn, mình chắc mình phải xử lý thêm một lần 60-30 nữa các bạn. Cách đây khoảng 5-6 ngày gì rồi nó ra nè các bạn. Tại vì mình cũng chia sẻ luôn là mấy cái cây này mình Tết mình cũng đem ra chợ bán nha các bạn, nên bông ít quá thì mình cũng thất thu nữa, nên mình cũng phải cố gắng mình làm cho nó ra nụ. Đó. Thì lúc trước đó là nụ nó ít. Đó. Thì mình xử lý 60-30 thì nó ra được nhiêu đây nụ nè. Nhưng mà chắc mình phải làm thêm lần 2 hoặc lần 3 nữa cho nó ra theo ý của mình nha các bạn. Đó là cái vấn đề mà mình nói về kích cho nó ra nhiều nụ nha các bạn. Còn nếu các bạn không muốn kích thì tự nhiên nó cũng ra nụ nữa, tự nhiên nó cũng đóng nút mà. Cái cây đó là cái sinh lý tự nhiên của một cái cây thôi. Khi nó già, nó cỗi thì nó phải ra bông kết trái thôi các bạn. Rồi với lại cái vấn đề thứ hai nữa là mình muốn nói là, ví dụ cái đó là tùy cây nữa nha các bạn, tùy giống nữa. Ví dụ có cây thì như các bạn biết cái giống mai Đại Lộc á, thì nó kết nụ rất là dày đặc luôn đó nha các bạn. Nó nụ nhiều đến mức độ mà nhiều khi cái gốc, cái rễ nó vẫn nhựa, là vẫn chất dinh dưỡng lên nuôi không nổi luôn á, nhiều lắm. Còn nó là vấn đề giống nha. Còn vấn đề cái cây nữa các bạn, ví dụ cái cây của bạn là cây trồng hộp á, cây nguyên thủy, nó khác. Còn cái cây mà cây ghép thì nó cũng khác nữa. Nên về vấn đề nụ thì thực sự là nhiều vấn đề để nói lắm các bạn. Thì mình chỉ chia sẻ về cái cách mà để giúp cho nụ nhiều thôi đó. Còn trong clip trước thì mình đã có chia sẻ về cái nụ mà quá to đi, to đến mức độ mà muốn nở luôn á, thì mình làm sao để kìm lại rồi. Mình đã có chia sẻ trong cái clip trước á các bạn, clip mà đầu tháng 9 mà nụ qua to thì xử lý thế nào á. Rồi, về vấn đề gốc thì mình theo mình thì vẫn nên tiếp tục tưới hữu cơ thôi các bạn. Tưới hữu cơ cho nó bền cây nha. Việc bón vô cơ NPK để cho nó ra qua thì mình bón vào những tháng cuối á, cỡ như giữa tháng 10, cuối tháng 10, giữa tháng 11, cuối tháng 11 đó, những cái tháng đó mình sẽ bón phân hóa học để cho nó cái nụ nó theo ý muốn của mình nha. Rồi thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái chăm sóc mai trong tháng 9. Đó là những cái cách làm của riêng mình thôi nha các bạn. Chia sẻ để cho các bạn tham khảo cho vui thôi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo. Thân chào tất cả các bạn.